Thưa sư, trong Tam Tạng Pali không bao giờ nhắc đến sự tồn tại của một thế giới hiện đại với các tiến bộ khoa học. Rồi. Thì ý vị này hỏi á, là không lẽ là trong vô số kiếp trước thì khoa học, xã hội, các nền văn minh đó nó không có hay sao? Thì đơn giản là như thế này nè. Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho ai? Cho người dân Ấn Độ vào thời bấy giờ. Thì Ngài phải dùng những kiếp nào nó gần gũi, nó có nền văn hóa tương đồng để Ngài nói, thì chúng sanh á, họ mới hiểu được. Giống như một ông bác sĩ thì không thể nào mà dùng những kiến thức y khoa chuyên môn để giải thích cho một đứa bé 3 tuổi bị đau đầu. Đứa nhỏ đau đầu quá, nó vô nó hỏi bác sĩ ơi con bị đau đầu quá. Bác sĩ chỉ nói, rồi con đau làm sao. Rồi bác sĩ giải thích làm sao đó cho nó hiểu dễ nhất. Chứ bác sĩ không thể nào mà phân tích, cái này là do một cái thần kinh nào đó trong đầu con, hay là do một cái hội chứng, hội chẩn nào đó. Nói nó không hiểu, nó còn mất thời gian, lãng phí thời gian không cần thiết. Cũng tương tự như vậy, Đức Thế Tôn đâu cần thiết phải lôi ra những kiếp mà người ta có xe hơi, có du thuyền, có máy bay làm chi. Ngài nói rồi Ngài còn phải ngồi đó, Ngài bắt đầu là Ngài giải thích. Mà trong rất nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói, có những chuyện Như Lai không nói, bởi vì Như Lai nói chúng sanh không tin, thì đó lại đem ra sự bất lợi đối với chúng sanh đó. Cho nên khi Ngài thuyết pháp, Ngài đưa ra ví dụ, Ngài kể về chuyện tiền thân, thì Ngài chỉ kể về những kiếp nào có nền văn hóa tương đồng, có sự tiến bộ kỹ thuật tương đồng mà thôi. Bởi vì sự nói nhiều hơn là không cần thiết.